Rồi thì các bạn có lẽ là hôm nay anh em không nghe lạ với những âm thanh này nữa. Bạn nào đi massage rồi thì xin giới thiệu đây chính là phòng sông hơi. Các bạn đã đi massage chưa? Tô Châu này, Đại Nam này, đấy, còn rất nhiều những cái nơi khác nữa. Toàn khu massage nổi tiếng thôi. Nhưng mà hôm nay tôi đang ở trong khu massage này của Minh Tâm, đây là phòng sông hơi nóng. Và ở đây các bạn đã biết rồi đấy, massage là sao? Có rất nhiều nước. Đấy. Thế hôm nay tôi đã review cho các bạn một cái máy hút ẩm thông minh là Akono K12 ngay trong phòng sông hơi ở Minh Tâm như thế này. Rồi cái đầu tiên là các bạn sẽ hỏi tôi là anh Vinh ơi, máy hút ẩm để làm gì? Giống như kiểu em hỏi cái điện thoại là nó có chức năng là bắn nhau được hay không ấy. Máy hút ẩm thì để hút ẩm chứ làm cái quái gì nữa. Nhưng mà khoan đã, anh Vinh ơi, thì máy hút ẩm thì dùng khi nào hả anh? Khi em nhiều nước thì em dùng. Ví dụ như các bạn nhỉ, thường ấy vào mà thời tiết sang thu hoặc là Hà Nội chúng ta có mùa lồm à nồm thì các bạn thấy là mưa và kiểu không có nắng rất là khó chịu thì chúng ta sẽ cần những thiết bị nó như thế này. Sài Gòn cũng vậy, vào mùa mưa ấy, nó quá là khó chịu. Với cách truyền thống thì chúng ta sẽ là một là bật điều hòa, hai là mở cửa sổ, ba là chúng ta làm gì ạ? Bật quạt. Nhưng những cách này không giải quyết triệt để mà còn tốn điện. Vâng, xin giới thiệu em Akono Kimochi Yamato này thì chúng ta giải quyết được cái vấn đề đấy. Thứ nhất là chiếc máy hút ẩm này nó vừa tiết kiệm và thứ hai là nó giúp cho chúng ta có thể xử lý được những vấn đề. Đầu tiên là mình sẽ thử nghiệm thực tế. Chà, cái khăn này để lau cái mồ hôi kia đã. Làm tí nước nóng nha anh em. Về thử nghiệm nha. Mình để máy đổi nhân viên mới cho anh ơi. Về thí nghiệm thực tế, mình có 3 căn phòng để test nó như thế này. Trong phòng kín ấy, thời gian hút ẩm của máy khá nhanh, chỉ cần tầm khoảng 30 phút là có thể đạt được cái độ ẩm lý tưởng nhất mà các bạn không cần quá nhiều thời gian. Từ 85% thì nó xuống chỉ còn có 55% hoặc là 60% về cái độ ẩm nó như thế này. Sau đó các bạn thấy là thu được từng nay nước luôn, nó khá là nhiều, anh em bất ngờ chưa? Tức nghĩa độ ẩm nó không khí rất là lớn. Ngoài ra các bạn để chế độ tự động khi chúng ta bấm nút ở trên đây thì nó sẽ hoàn toàn là duy trì được cái độ ẩm ở trong phòng dựa theo cái mức cài đặt trước của mình, ví dụ như để là 60%. Tuy nhiên mình phát hiện ra con này điểm trừ đầu tiên, thật ra nó hợp lý, nó không phù hợp với những cái không gian mà mở. Bởi vì không gian mở thì các bạn bảo cái máy bé tí này nó hút ẩm thì đến bao giờ. Nên mà anh em chỉ để trong những cái phòng mà mình cần phải sử dụng thôi. Trong quá trình sử dụng thì mình thấy cái âm lượng hoạt động con này nó cũng tương đối thấp. Nhưng ở trong cái phòng sông hơi này thì nó lại là đủ to để khiến cho tôi nghe thấy. Nhưng trong cái phòng làm việc các bạn thì yên tâm, các bạn sẽ không kiểu là bị sao nhãng nhiều ra. Ngoài ra thì máy này còn đi kèm với cả chế độ sấy. Đây là lúc quan trọng này. Và mình sẽ thử nghiệm thực tế nha. Đây là một cái khăn ẩm chẳng hạn. Và cái khăn này thì sau hơn 5 tiếng mà mình cũng đã test để trong cái phòng sông hơi như thế này. Với cái miếng lau này thì được làm ẩm tầm khoảng là 70% trong 10 phút đầu thì độ ẩm giảm xuống nhanh là từ 68% xuống còn 36%. Sau 1 tiếng độ ẩm giảm tiếp là còn 31 và miếng vải thì lúc này vẫn chưa có hiện tượng là nó khô hơn. Nhưng sau 4 tiếng, miếng vải này bắt đầu là khô rồi và độ ẩm tầm khoảng là 40% và nó chỉ khô hoàn toàn trong vòng 5 tiếng các bạn bật máy trong phòng sông hơi kín như thế này. Bọn mình thử nghiệm thì cho thấy rằng là máy này hoàn toàn có thể làm khô vải hay quần áo các bạn, nhưng mà đáng tiếc rằng là tốc độ của nó rất là chậm. Cái tốc độ sấy khô này nó không thực sự nhanh đâu. Nhưng như đã bảo, nếu các bạn sử dụng nó để chống ẩm thông thường cho quần áo, vải vóc hay vào cái mùa mà Hà Nội nó mưa với nồm ấy, mùa đông nó mưa phùn thì ôi dồi ôi, các bạn còn không phơi được quần áo cơ, thì kể cả 5 tiếng các bạn để qua đêm thì cũng là một cái cách hợp lý để mọi người xử lý quần áo chúng ta cần phải sử dụng gấp. Và lưu ý cho mình là cái này các bạn đừng có để ở trong phòng ngủ hay là phòng có trẻ con nhá, bởi vì cái điều này nó sẽ làm tác động ngược lại đấy, đó nghĩa là làm cho các bạn khô da này, các bạn bị mất nước này. Các bạn hỏi mấy cái người bên Cali là biết họ dùng cái máy này khi ngủ. Còn chế độ lọc không khí và khử mùi là hai chức năng cũng có ở trên cái con này. Điều kiện test của mình là trong phòng ngủ kín, không bật điều hòa hay máy lọc không khí. Qua bài test bọn mình sử dụng một cái thiết bị đo rồi thì trong vòng 4 tiếng đồng hồ để kiểm tra thông số ấy, thì chất lượng không khí và cũng như là cái mùi trong phòng nó có cải thiện một chút, nhưng tốc độ thay đổi và cũng như là cái độ hiệu quả là không đáng kể lắm. Có thể dễ hiểu vì mỗi cái sản phẩm trong tầm giá tiền nó rẻ như thế này mà muốn vừa hút ẩm mà vừa kiểu lọc không khí và xử lý mùi thì chúng ta là quá tham lam. Ngoài ra các bạn cũng có thể kết nối được với smartphone để điều khiển con này thông qua cái ứng dụng gọi là Smart Life. Và đây là một cái giao diện app có thể nói là trực quan này, dễ sử dụng. App hiển thị đầy đủ cái thông tin các bạn điều khiển hoặc các bạn chỉnh luôn ở trên này, nó cũng có hết cho chúng ta. Ta có thể chỉnh được như là độ ẩm mong muốn duy trì hay là hẹn giờ các bạn muốn bật tắt cái này, bởi vì có những lúc mà chúng ta không muốn mở liên tục để làm cái gì hết. Và máy có thiết kế thì rất là tối giản các bạn nhìn này, mặt trước cũng là màu trắng, có một cái màn hình hiển thị phần trăm độ ẩm như thế này. Và nó rất là đẹp, các bạn để trong nhà vừa trang trí và các bạn vừa sử dụng thì hoàn toàn là ngon lành. Và không gian chúng ta trông nó cũng hiện đại. Còn ở phía sau của con này nhá, nó sẽ có một cái hộp chứa nước là 2 lít. Trong trường hợp hộp chứa đầy thì máy sẽ thông báo và tạm dừng hoạt động. Nên anh em yên tâm là nó sẽ không bị tràn nữa đâu nhá. Bên cạnh đấy ta có thể cắm ống thải trực tiếp thông qua cái ống nước đi kèm với máy để nó có thể đổ ra ngoài.
Tiếp theo là nó sẽ có một cái tấm lọc không khí dễ dàng có thể tháo lắp, vệ sinh bằng nước mà khi chúng ta cần phải sử dụng này. Máy có cái trọng lượng của nó là 11,5 cân thì đây là một cái điểm mà mình thấy nó khá là nặng để di chuyển giữa các cái tầng ở trong nhà. Nếu mà chúng ta không có tay xách, nhưng thay vào đó nhà sản xuất này thì đã trang bị cho nó là 4 cái bánh xe nằm ở dưới để các bạn dễ dàng có thể di chuyển bằng cách đẩy hơn. Máy có trang bị một cái công nghệ kép là 2+2, nó giúp hút ẩm chúng ta một cách nhanh và tiện lợi, và đấy cũng là cái công dụng chính của con này. Mình đánh giá ok. Còn những cái như kiểu là bổ sung như là lọc không khí, tạo ion âm, có bầu không khí tốt hơn thì mình đánh giá nó chỉ là cái thứ yếu thôi. Có một cái lưu ý khi sử dụng là các bạn nên để vị trí bằng phẳng như thế này nha. Vì nếu bị đổ cực kỳ nguy hiểm, nếu nước ở trong cái bình chứa này bị tràn ra các cái linh kiện bên trong thì khả năng nó sẽ bị hỏng. Và chính vì vậy nên các bạn mua thì cũng cần phải quan tâm đến bảo hành. Con này giá là 2.499.000 tại TCS và các bạn sẽ bảo hành 12 tháng. Đây là một trong những chiếc máy có ưu điểm như là hút ẩm của nó cực kỳ hiệu quả và nhanh chóng. Thì anh em có thể truy cập link bên dưới tại TCS để sử dụng. Và bên cạnh đấy thì mình cũng phải nghĩ đến một số cái nhược điểm của con này. Đó chính là nằm ở cái phần thương hiệu. Con này sẽ là thương hiệu nó lạ hoắc, tức nghĩa là mình tin là các bạn xem video này hoặc rất nhiều anh em chưa bao giờ biết cái thương hiệu này luôn. Chính vì thế nên các bạn thấy rằng nếu so với một số đối thủ thì của Xiaomi đi, nó sẽ có lợi thế hơn hẳn là cái độ nhận diện thương hiệu. Nó tốt hơn so với cái con Akono này. Cái sản phẩm đấy của Xiaomi ấy, còn có một thiết kế là có phần tay nắm thông minh hơn, dễ dàng các bạn có thể mang vác thông qua các cái phòng khác ở trong nhà. Tuy nhiên thì cũng có điểm trừ là giá cao hơn so với sản phẩm này. Và các bạn ít tôi nghe like sẽ bẻ. Và nếu các bạn muốn mua một cái máy hút ẩm, các bạn biết làm gì rồi. Và các bạn có thể comment cho tôi những địa chỉ massage nổi tiếng và tuyệt vời ở Sài Gòn để tôi có thể đi trải nghiệm và chia sẻ với anh em không. Mục tiêu tiếp theo là nhạc Dương Lầu. Hẹn các bạn các video lần sau. Tôi đến đấy là tôi nghe nhạc và tôi bảo chỗ đấy nó hát hay lắm, tuyệt vời lắm. Làm tí nước nữa nè. Lấy nước của con này luôn nhỉ? Ngu đấy cơ chứ. Xin hãy subscribe, xin hãy subscribe, xin hãy subscribe, xin hãy subscribe, xin hãy